Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù lượng giao dịch ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản giảm giá, giao dịch vẫn tăng so với quý 4 của năm ngoái. Tại các đô thị lớn, căn hộ bình dân trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu trên 1 mét vuông đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu trên 1 mét vuông. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân khoảng từ 5 cho đến 10% so với quý 4 năm 2020. Giá nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương có mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Mức giá bình quân tại các địa phương tăng khoảng từ 5 cho đến 10% so với quý 4 của năm 2020. Thưa quý vị, quý 1 là thời điểm mà các kết quả kinh doanh sẽ hé lộ phần nào bức tranh về hoạt động của các doanh nghiệp trong khoảng thời gian tiếp theo của năm. Và trong một công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm nay, giới đầu tư đã chọn được các doanh nghiệp trong danh sách lợi nhuận nghìn tỷ cùng với một số tín hiệu lạc quan trong khoảng thời gian tiếp theo của năm 2021 này. Đây là danh sách 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng trong quý 1 năm nay. Điểm đáng chú ý ở đây đó là sự xuất hiện và dẫn đầu của một doanh nghiệp sản xuất. Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp sản xuất khác cũng xuất hiện trong bảng danh sách này. Như vậy, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn có khá nhiều chuyển biến tích cực. Trước đây thì hầu hết các cái doanh nghiệp mà có lãi lớn chủ yếu là các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên ấy, trong cái quý 1 này thì có một số cái doanh nghiệp đã vươn lên, bứt phá trong cái bảng tổng sắp. Và chúng ta thấy rằng là có những cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp sản xuất đứng đầu cái lợi nhuận của toàn thị trường ấy, nó cũng không phải là điều gì quá mới. Bởi vì thực tế là trong giai đoạn 2013-2017 thì hai công ty là PVGas và Vinamilk thì liên tục dẫn đầu cái lợi nhuận toàn thị trường. Những khoản lợi nhuận 2.500 tỷ, 7.000 tỷ và 1.800 tỷ đồng. Các doanh nghiệp sản xuất đang có những bước tiến và xuất hiện nhiều hơn cho bức tranh về lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Việc các ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn giữ vị thế độc tôn có thể mang đến một xu hướng mới trong các quý còn lại của năm nay. Ngành sản xuất của Việt Nam ghi nhận những sự tăng trưởng đáng kể. Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng là một minh chứng. Hy vọng rằng Việt Nam có thể duy trì được xu hướng này. Tuy nhiên, điểm đáng nói là doanh thu của các doanh nghiệp thì lại không tăng nhiều. Mức tăng lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc tiết giảm chi phí. Do đó, để duy trì sự tăng trưởng này không phải là điều đơn giản nếu hoạt động bán hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như hiện nay. Là vì chúng ta biết rằng là nếu xét riêng về mặt chi phí được tiết giảm trong cả cái quãng thời gian vừa qua thì thông thường là chi phí cũng không thể tiết giảm lâu được và cũng cần phải tăng quy mô về doanh thu. Thời điểm quý 1, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do những tháng đầu năm 2020, cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội. Theo các chuyên gia thì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã đặt ra nhiều thách thức hơn với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 này. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 5, xe nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng mạnh trở lại, lên tới hơn 166% và giá rẻ nhất ghi nhận chưa tới 300 triệu đồng trên một chiếc xe. Trong 15 ngày đầu tháng 5, có hơn 5.000 chiếc xe con dưới 9 chỗ được ngồi nhập về Việt Nam, chiếm khoảng 70% tổng xe dịp này, tăng gần 4.500 chiếc xe so với cùng kỳ của năm ngoái. Xe nhập về nhiều cho thấy thị trường xe đang phục hồi nhanh. Về thị trường, xe nhập về Việt Nam thời gian qua vẫn chủ yếu nhập từ Thái Lan, Indonesia chiếm gần 90%. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia có văn bản gửi chính quyền các tỉnh biên giới của Campuchia, trong đó nhận định dịch tả lợn châu Phi hiện đang bùng phát tại các nước châu Á nên sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, đặc biệt là giấy tờ kiểm dịch phải đầy đủ. Để ngăn chặn dịch lây lan từ các nơi vào Campuchia, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia đã đề nghị chính quyền các tỉnh biên giới ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép lợn sống, thịt lợn và các sản phẩm từ lợn vào nước này. Dự báo trong thời gian tới, phía Campuchia sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch đối với lợn sống, thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn trên tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp, thương nhân cần lưu ý xuất khẩu theo đường chính ngạch, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và chuẩn bị đầy đủ giấy phép kiểm dịch động vật.
quý vị và các bạn, thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu mặt hàng cá ngừ của Việt Nam trong tháng 4 vừa qua tiếp tục tăng trưởng cao, với giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 74 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ của năm trước, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm lên gần 226 triệu đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam lên gần 226 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ của năm trước. Cũng theo VASEP, liên tục từ đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đã gặp không ít khó khăn do chi phí giá thành cho sản xuất tăng chóng mặt, thiếu container, cước vận tải biển sang các thị trường chính leo thang. Nhưng cũng tính đến hết tháng 4 năm 2021, xuất khẩu cả 4 nhóm mặt hàng cá ngừ của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ của năm 2020. Đáng chú ý, sau khi sụt giảm trong 3 tháng đầu năm, tính đến hết tháng 4, xuất khẩu có 2 nhóm mặt hàng đã tăng trở lại, lần lượt là từ 17% và 24%. Thưa quý vị, ngành điều nước ta vừa đi qua một năm thu hoạch đáng buồn. Khi vừa mất mùa, vừa mất giá, xuất khẩu thì tăng trưởng về sản lượng nhưng lại giảm về giá trị. Dịch bệnh, thiên tai là những nguyên nhân khách quan. Nhưng những nút thắt lâu nay về năng suất, sản lượng, giá trị là những vấn đề cần sớm được tháo gỡ, quyết liệt hơn để hạt điều Việt Nam sẽ giữ vững vị trí số 1 trên thế giới. Thủ phủ điều Bình Phước có khoảng 170.000 ha, chiếm khoảng 50% tổng diện tích điều cả nước. Và năm nay là một vụ thu hoạch buồn. Thiên tai làm giảm khoảng 10% sản lượng so với năm ngoái. Trong khi đó thì nhân công khan hiếm, giá cao, khiến cho việc thu hái và bán buôn đều trở nên khó khăn, vất vả hơn mọi năm. Bà con không có không có người thu hoạch điều. Ảnh hưởng đến hai nữa là kết hợp với giá cả. Hiện nay là giá thì điều rất là thấp. Mà năm nay vụ điều hôm nay thì không mấy khả quan, nên đã ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của người nông dân. Tình trạng mất mùa, giá thấp cũng tái diễn ở nhiều địa phương trồng điều, trọng điểm khác ở Tây Nguyên. Từ đầu vụ đến nay, giá điều tươi liên tục đi xuống từ 29.000 đồng, nay chỉ còn trung bình từ 22 đến 25.000 đồng 1 kg, được cho là chưa đem lại lợi nhuận cho người trồng điều. Năm nay rất là mất mùa, với lại giá cả trong không hợp lý, nó rất là thấp so với năm ngoái. Cho nên là làm sao nhà nước tạo điều kiện cho bà con để con làm ăn cho nó thuận tiện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng theo Hiệp hội Điều Việt Nam, nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu giảm đáng kể. 4 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu khoảng 168.000 tấn nhân điều, trị giá trên 900 triệu đô la Mỹ, tăng 14% về lượng nhưng lại giảm 15% về giá bán so với cùng kỳ. Vì thế các doanh nghiệp phải tự cân đối để hạn chế thua lỗ. Cầu của thị trường quốc tế người ta rất thấp. Các siêu thị ở các nước Mỹ, châu Âu người ta không tăng giá. Đương nhiên không tăng giá thì các nhà máy không thể nào tăng giá. Đây không phải là giá thấp mà giá phù hợp với cái điều kiện thực tế hiện nay của thị trường quốc tế và trong nước. Qua đây cũng cho thấy ngành điều chưa chủ động được đầu ra, chưa kể còn phải phụ thuộc đến 70% vào nguyên liệu nhập khẩu. Cả đầu vào lẫn đầu ra đều bất ổn, doanh nghiệp càng phải tỉnh táo để giảm thiểu rủi ro. Tiếp tục ký hợp đồng nhập khẩu và kiên trì chờ đợi cái hậu Covid thì kinh tế nó phục hồi thì có thể là tiêu thụ, chúng tôi dự đoán thôi, có thể là tiêu thụ nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Và khi tiêu thụ tăng lên rất là mạnh thì lúc bây giờ sẽ có cơ hội để tạo ra cái lợi nhuận. Dù vẫn là cây tỷ đô nhưng điều Việt Nam đang mất dần vị thế. Những nút thắt cung cầu, sản xuất, chế biến giá trị và đặc biệt là năng suất, sản lượng đang là thách thức lớn nhất. Đòi hỏi cần có sự phối hợp của các doanh nghiệp, hiệp hội, của địa phương, bộ ngành trong hành trình xây dựng và phát triển ngành điều bền vững. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại Bắc Giang. Trong bối cảnh này, tại vùng vải sớm Tân Yên Bắc Giang, người dân đang tập trung cao để bảo vệ vùng vải thiều an toàn không COVID. Rất nhiều biện pháp được kích hoạt, đồng loạt triển khai nhằm đảm bảo an toàn từ chất lượng quả, quy trình thu hái, đóng gói cho đến việc vận chuyển và tiêu thụ. Chưa năm nào vườn vải của gia đình anh Cường ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang lại có chất lượng quả đều, đẹp như năm nay. Và cũng gần một tháng nay, vườn vải Global Gap của gia đình anh đã dừng phun thuốc bảo vệ thực vật và thay thế bằng chế phẩm vi sinh. Tại là chúng tôi đang dùng bằng cái chế phẩm tỏi, ớt, gừng và rượu để xử lý con sâu đầu. Nhưng năm nay chúng tôi mới làm nhưng mà cũng đến hiện tại cũng rất là đang yên tâm là con sâu và cái sinh trưởng phát triển của quả vải hiện tại đang bây giờ đang rất là mẫu mã đẹp và cái chất lượng quả tương đối được tốt.
với cái sản xuất tại hai cái mã vùng mà để xuất khẩu sang Nhật năm nay thì hoàn toàn yên tâm về các bộ cái thời gian cách ly cũng như cái việc mà sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học và đặc biệt là thời điểm này là cái chế phẩm vi sinh. Toàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có hơn 1.300 hecta vải, chủ yếu là vải sớm với sản lượng ước đạt 14.000 tấn. Trong đó vùng vải sớm Phúc Hòa chiếm gần một nửa diện tích. Trong vụ vải năm nay, huyện Tân Yên cũng đã mở rộng diện tích trồng theo tiêu chuẩn Global Gap. Để xây dựng vùng vải an toàn dịch bệnh, không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, địa phương đã lập 7 chốt kiểm soát ra vào vùng vải. Tại những mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu, các biện pháp đảm bảo an toàn càng được thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ. Toàn bộ những người tham gia từ khâu sản xuất, thu hoạch, đóng gói, bảo quản và vận chuyển tiêu thụ được chúng tôi quản lý giám sát chặt chẽ về y tế, ngăn chặn và không để khả năng lây lan dịch bệnh ở trên vùng vải sớm của Tân Yên. Đặc biệt là đối với lái xe, đối với chủ hàng khi vận chuyển hàng để đi tiêu thụ ra tỉnh ngoài thì chúng tôi cho lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát chặt chẽ về y tế và có xác nhận âm tính để đủ điều kiện vận chuyển ra bên ngoài. Những ngày này dù thời điểm thu hoạch chưa đến nhưng gần 100 tấn vải trong mã vùng trồng xuất khẩu đã có hợp đồng thu mua. Hàng chục thương nhân đang triển khai đặt điểm cân tại địa phương. Huyện Tân Yên dự kiến trong ngày 26 tháng 5 tới đây sẽ xuất khẩu lô vải thiều chín sớm đầu tiên đi Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo quy định, kể từ ngày 15 tháng 5, các bến bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông sẽ phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn đê điều, hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, tại địa bàn xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên hoạt động. Vì sao lại có tình trạng này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu trả lời trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.